Thưa quý vị, bất chấp thời tiết giá lạnh thì cử tri Đảng Cộng Hòa tại bang Iowa vẫn tích cực tham gia bầu cử sơ bộ, lựa chọn gương mặt đại diện cho đảng này tranh cử tổng thống năm nay. Cuộc bầu cử theo hình thức họp kín bắt đầu từ 7 giờ tối theo giờ địa phương, tức là 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Với thắng lợi gần như chắc chắn dành cho cựu Tổng thống Trump, với sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri Đảng Cộng Hòa, vấn đề dư luận quan tâm hiện nay là việc ông Trump sẽ chiến thắng với tỷ lệ cách biệt bao nhiêu phần trăm, chứ không phải là có chiến thắng hay không. Với uy tín của ông Trump thì cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang này đã biến thành cuộc đua tranh giành vị trí thứ hai giữa hai ứng cử viên là bà Haley và ông DeSantis. Một chiến thắng ở vị trí thứ hai dành cho bất kỳ ứng cử viên nào sẽ là động lực quan trọng trong cuộc bám đuổi với cựu Tổng thống Trump. Trong ngày bầu cử thì thời tiết tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ tiếp tục khắc nghiệt, có nhiều khu vực nhiệt độ xuống tới âm 43 độ C và khiến nhiều cử tri không muốn ra ngoài bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông Trump càng có lợi thế khi duy trì được một lượng cử tri trung thành và sẵn sàng đi bỏ phiếu bất chấp điều kiện lạnh giá. Theo quy định thì việc bầu cử theo hình thức họp kín yêu cầu cử tri phải tập trung tại các địa điểm bầu cử, bỏ phiếu theo hình thức giơ tay hoặc xếp hàng ủng hộ. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đã chuyển sang hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc trực tuyến và công bố kết quả vào đầu tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quân y Quốc gia Mỹ mới đây cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xuất viện sau quá trình điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Theo Trung tâm Quân y Quốc gia Mỹ Walter Reed cho biết, bệnh ung thư tuyến tiền liệt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã được điều trị sớm và hiệu quả, tiền lượng bệnh rất tốt. Cơ quan này thông tin thêm, ông Austin không phải điều trị thêm đối với bệnh ung thư ngoài việc theo dõi thường xuyên sau ca phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt. Phát biểu khi ra viện, ông Austin bày tỏ biết ơn sự chăm sóc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, cũng như cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tá vì tính chuyên nghiệp, sự hỗ trợ tuyệt vời dành cho ông. Ông cũng bày tỏ mong muốn quay trở lại Lầu Năm Góc sớm nhất có thể. Bộ trưởng là Austin nhập viện để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong đợt khám sàng lọc vào đầu tháng trước. Sau đó, thì người đứng đầu Lầu Năm Góc đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư vào ngày 22 tháng 12 năm 2023. Ông Lloyd Austin đã được gây mê toàn thân khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt và sức khỏe đã hồi phục bình thường, về nhà vào sáng hôm sau. Đến ngày 1 tháng 1, ông Austin tái nhập viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu gây tích tụ chất lỏng trong dạ dày, ruột và lên cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng chỉ công bố với công chúng vào hôm 5 tháng 1 khi ông Austin có thể tiếp tục thực hiện công việc của mình từ xa. 3 ngày sau khi ông nhập viện thì Nhà Trắng mới nhận được thông tin. Thưa quý vị và các bạn, bộ phận truyền thông của lực lượng Houthi vừa phát đi tuyên bố qua video của người phát ngôn lực lượng này, ông Yahya Shareh cho biết, Houthi đã sử dụng một số tên lửa hải quân thích hợp thực hiện một hoạt động quân sự nhằm vào một tàu Mỹ ở vịnh Aden. Theo ông Shareh, đòn tấn công là chính xác và trực tiếp này nhằm ủng hộ sự bất bình của người dân Palestine ở dải Gaza, những người đang phải hứng chịu cái mà lực lượng này gọi là vụ thảm sát tàn khốc nhất của Israel và để đáp lại hành vi gây hấn của quân đội hai nước Mỹ và Anh chống lại Yemen. Ông Shareh nhấn mạnh là Houthi coi tất cả tàu thuyền của Mỹ, Anh tham gia vào hành vi gây hấn với Israel là những mục tiêu thù địch. Ông Shareh nói rằng việc đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh là không thể tránh khỏi và bất kỳ hành vi gây hấn mới nào cũng sẽ không bị trừng phạt. Theo ông Saren, Houthi tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự và áp đặt quyết định cấm hàng hải đối với Israel ở biển Ả Rập và biển Đỏ, cho đến khi hành động gây hấn của Israel đối với người dân Palestine ở dải Gaza chấm dứt và cuộc bao vây được dỡ bỏ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 1, nhà chức trách Mexico thông báo đã giải cứu thành công 726 người di cư, trong đó chủ yếu đến từ các quốc gia Trung Mỹ, tại một nhà kho ở khu đô thị Pozo Mulo, bang miền Trung Tlaxcala của nước này. Thông cáo của Viện Di trú Quốc gia Mexico cho biết những người di cư trên phần lớn là công dân của Guatemala, Honduras, El Salvador và Nicaragua ở các độ tuổi khác nhau. Trong nhóm có 75 trẻ vị thành niên, không có người đi kèm, 108 phụ nữ và 399 nam giới. Ngoài ra, lực lượng chức năng Mexico cũng xác định có tới 144 người thuộc 45 gia đình trong nhóm này. Khi được giải cứu thì một số có biểu hiện tình trạng mất nước và suy nhược thần kinh. Cảnh sát địa phương phát hiện nhóm người trên nhờ cuộc gọi ẩn danh đến dịch vụ khẩn cấp tố cáo việc xuất hiện hai xe đầu kéo chở những người di cư vào một nhà kho bỏ hoang. Các lực lượng chức năng Mexico đã bắt giữ 4 nghi phạm buôn người canh giữ ở khu vực nhà kho và bàn giao cho Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp để điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thống đốc bang Tlaxcala, bà Lorena Kula đã yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ nhân đạo, chăm sóc y tế và cung cấp thực phẩm cho những người được giải cứu, đồng thời chuyển họ đến trạm di trú bang để xác định tình trạng di cực. Thưa quý vị và các bạn, Microsoft mới đây đã giới thiệu phím AI Copilot cho bàn phím trên các máy tính Windows 11 sắp ra mắt và trở thành thay đổi lớn đầu tiên đối với bàn phím Windows trong gần 30 năm. Sự xuất hiện của phím Copilot trên bàn phím đại diện cho sự thay đổi lớn nhất của Microsoft và là kết quả của thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la Mỹ với OpenAI trước đó. Phím Copilot dự kiến đặt bên cạnh phím Alt bên phải trên bàn phím và giống như phím Windows của công ty. Nó sẽ nhằm mục đích khởi chạy Copilot để giúp người dùng thực hiện các yêu cầu đưa ra cho trợ lý AI này. Microsoft và OpenAI đang tận dụng thành công đột phá của ChatGPT để mang lại giấc mơ về một AI có thể thay đổi cuộc chơi. Được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4 của OpenAI, Copilot hứa hẹn sẽ tự động hóa công việc trên toàn bộ Office của Microsoft, bao gồm tạo toàn bộ tài liệu Word và bảng tính Excel như bản demo hấp dẫn mà Microsoft phát hành vào cuối tháng 3 năm ngoái về AI. Sự thay đổi này về cơ bản sẽ chuyển từ sức mạnh tính toán mạnh mẽ và cực kỳ đắt đỏ của AI đang được các công ty đảm nhận sang cho người tiêu dùng. Kết quả là Microsoft không chỉ vẫn giữ được vị thế trên thị trường AI mà còn giảm tải hệ thống máy chủ. Việc tạo phím Copilot trên bàn phím máy tính Windows sẽ giúp Microsoft tiết kiệm được nhiều nguồn tài nguyên cho máy chủ để xử lý các dòng lệnh yêu cầu từ AI. Trong khi đó, người dùng Windows sẽ khởi động Copilot thường xuyên hơn nhờ các thao tác đơn giản. Thưa quý vị, Huawei vừa giành được thắng lợi quan trọng khi thuyết phục thành công gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com tiến hành xây dựng ứng dụng trên hệ điều hành Harmony OS Next. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh Huawei tiếp tục cạnh tranh với iOS của Apple và Android của Google tại thị trường Trung Quốc. Theo đại diện của Huawei, đối tác đồng hương JD.com sẽ xây dựng ứng dụng trên phiên bản hệ điều hành cải tiến tiếp theo, có tính năng hỗ trợ chuyển đổi nhiều mục đích sử dụng. Richard Zhu Chuyên Đông, giám đốc điều hành phụ trách lĩnh vực tiêu dùng Huawei cho biết, mối quan hệ hợp tác đánh dấu cột mốc quan trọng mới cho Harmony OS. Theo công ty nghiên cứu Tech Insight của Canada, với việc ngày càng nhiều công ty Internet Trung Quốc xuất hiện, Huawei đang thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hệ điều hành Harmony OS do hãng tự sản xuất, dự kiến sẽ vượt qua iOS của Apple để trở thành hệ điều hành lớn thứ hai tại Trung Quốc trong năm nay. Harmony OS ra đời với vai trò nhằm thay thế Android kể từ năm 2019, sau khi Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách thực thể. Theo danh sách đen thương mại này, thì gã khổng lồ công nghệ đại lục bị cấm mua phần mềm, chip và các công nghệ khác có nguồn gốc Mỹ từ các nhà cung cấp mà không có sự chấp thuận của Washington. Harmony OS Next dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay, sẽ không hỗ trợ các ứng dụng dựa trên Android. Một phiên bản xem trước của hệ điều hành này sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2024. Và Huawei đang đẩy mạnh hợp tác với những công ty lớn khác của Trung Quốc để phát triển ứng dụng.